rất là lương thiện. Và thầy con cũng nói rõ rồi là thầy con không dùng tiền, nên là không nhận bất kỳ một khoản tiền ủng hộ nào trên bất kỳ một cái phương tiện nào, từ tiền mặt đến tiền tài khoản. Và các anh hộ pháp cũng vậy, các anh cũng không có thu tiền của ai để được vào gặp thầy cả. Bởi vì thực tế là các anh muốn gặp thầy thì cũng phải qua các con đã, chứ các anh không có bảo kê để cho ai được vào gặp thầy để thu tiền cả. Các anh không thu tiền của ai cả. Nên là khi mà con thấy bảo là trên mạng xã hội nói các anh nghĩ là phải thu tiền của Phật tử thì mới cho vào gặp thầy á, thì cái thông tin đấy là thông tin không đúng. Thì con cũng mong là các chủ đính chính lại cho các anh hộ pháp để nhưng mà đính chính là phải thầy đính chính mới được. Bởi vì em cũng nghe thông tin này á, thì em cũng muốn đính chính lắm, nhưng mà em nói không ai tin. Vì bây giờ truyền thông thì mạnh quá, cứ để ảnh hưởng với họ, để ảnh hưởng tới họ ấy thì cũng không hay. Bởi vì họ đi với thầy thì cũng là phát tâm thôi, không có gì xấu cả. Dạ vâng, thầy cho con hỏi một câu tiếp ạ. Thì ở trên mạng hiện tại rất là nhiều người, có nghĩa là những câu hỏi rất là vô duyên đó, và những người người ta đang đăng tải những thông tin sai lệch, đó là mất thầy mất tích đó, thầy đính chính lại giúp bọn con ạ. Con nói không có tin. Thầy mất tích ạ? Thật mình đi. Thầy con đi lên núi này là từ chiều. Dạ đúng từ rồi. Từ trưa. Dạ. Đúng là từ trưa thì các chú là cũng đi cùng. Dạ. Thì thầy con đi đến đây là thầy con cũng có biết bay đâu. Dạ, đó. Nhưng mà anh em không thấy cũng lo. Lo. Đây vừa nãy là có các anh công an, các anh bên lực lượng chức năng đó nên để gặp thầy để xem sức khỏe của thầy, hay là để hỏi là thầy ở đây đến khi nào. Đấy, cái anh đâu sầm đó chứ, hai anh mà chạy chiếc Alex kia rồi. Cái anh chạy chiếc Queen mới xuống á, thầy cũng có lên gặp thầy, sức khỏe thầy cũng xuống nha. Dạ, nên không gì đó. Dạ. Con hoa nhỏ của bên kiểm lâm cũng lên gặp thầy rồi, thì thầy con vẫn ngồi trên kia thôi. Chỉ là hôm nay là thầy con thấy bà con đi theo đông quá mà đi tràn ra đường ấy nó nguy hiểm, thì thầy con bảo là thôi nghỉ ngơi ở đây để cho mọi thứ nó lắng dịu xuống một chút rồi mình bộ hành tiếp. Chứ thầy con thì chưa có đắc đạo, chưa có thần thông để bay, làm sao mà trốn được, làm sao mà động thổ để đi được. Đây cũng là một cái chia sẻ rất là thật của thầy. Nhưng mà con muốn hỏi hai thầy một cái thông tin như thế này, bởi vì con cũng nghĩ rằng là mọi người đây cũng rất buồn. Không biết là do là người dân ở đây hay là do anh em YouTuber mà làm cho thầy là không đi hay là phải ở lại. Thì em nghe được là nói là do bà con đông quá rồi anh em YouTube nhiều quá, thì có phải đấy là cái trở ngại cho thầy hay không? Thầy có thể nói để cho thì anh em đấy, hiểu không? Đấy là 80% cái trở ngại và 20% là cái hữu duyên. Thì nói chung mọi người tự cảm nhận đi và nhìn nhận. Để con nói cái này cho. Tức là bà con thì cũng có Phật tử ấy, này cũng có những người tốt, họ đến từ tâm, và có những người họ chỉ là hiếu kỳ thôi. Các anh YouTuber cũng vậy, cũng có những anh có tâm đi quay truyền đạt tốt, còn có những anh thì lại giật tít câu view, giật tít rất là căng ấy, rồi nói những lời không đúng sự thật ấy, thì những cái thì nó cũng không hay. Thì con không biết là các chú có biết không, nhưng mà cách đây khoảng 3-4 ngày gì đấy thì bên ban tôn giáo chính phủ đúng không, có đưa một cái công văn xuống. Thì đấy thì bảo là các chính quyền á, địa phương nơi mà thầy đi qua đấy thì sẽ hạn chế các anh viên YouTube hơn thôi, chứ không cấm, bởi vì các chú cũng là công việc tự do, con không có quyền cấm. Thì nghe được thầy nói câu này em cũng thấy rất là cũng là vui, bởi vì là con không có quyền cấm, nhưng mà trưa hôm nay là các thầy trò tụi con á có ngồi lại để đi đến cùng một ý kiến là khi mà các anh các chú muốn quay tụi con, quay thầy á, phải xin ý kiến vì tụi con muốn cho quay hay không, chú mới được quay. Còn khi mà tụi con không đồng ý ấy, mà các chú muốn quay, tụi con nhắc 3 lần thôi mà các chú muốn quay ấy, thì tụi con sẽ nhờ bên công an vào cuộc. Ý cho con hỏi một cái vấn đề như thế này, ý là trong cái quá trình mà các thầy nghỉ là thầy có được vấn đề đó hay là trong cái quá trình các thầy đi? Trên toàn bộ quá trình thầy cho con đang tu tập. Nghĩa là cả bộ hành lẫn ngồi thiền.
Bởi vì khi mà mình đi thì bà con đi cũng đông, mà khi ngồi nghỉ thì bà con cũng với cả các anh cũng đứng lại cùng. Chứ có phải là thầy cho con ngồi nghỉ rồi bà con đi các anh cũng đi đâu. Dạ vâng, thì khi đấy là đông quá thì nó ảnh hưởng đến an toàn giao thông và cũng là ảnh hưởng đến các anh bên công an nữa. Dạ vâng. Thì đấy là sự khổ mà thầy con nhìn thấy, thì thầy con thấy mọi người khổ. Dạ. Thầy con muốn nghỉ ngơi đi. Dạ, chứ không có nghĩa là chứ không có cấm tuyệt đối. Dạ, dạ vâng, các anh em đâu có ai cấm tuyệt đối được các chú. Dạ, dạ đúng rồi. Nhưng mà các chú cũng dạ có nghĩa ý thức ạ. Ý thức dạ, ý thức. Dạ, dạ, cũng như mình muốn quay những gì mình phải hỏi một tiếng, nhưng mình vô nhà người ta mình dạ, hỏi rồi. Dạ, dạ chỗ nào nên quay và chỗ nào không nên quay. Dạ, dạ, đúng, rồi. Dạ đúng rồi. Thì thầy con thì trước thì thầy con hoan hỉ, nhưng mà bây giờ thì mọi thứ nó đi cao quá rồi, mà truyền thông thì luôn có hai mặt, xấu và tốt. Dạ. Mọi người chỉ thích nghe tin xấu, không thích nghe tin tốt. Dạ, dạ. Đấy nên là nó khó. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Những ai mà như các chú đi, thì các chú đi với cái tâm để hướng thiện tốt. Nhưng mà bà con không nghe nhiều. Lên chảnh nghỉ ngơi đi, chảnh uống nước đi. Dạ. Cái chiều đấy dạ. Mà tin xấu thì thường mang truyền rộng hơn thì cũng nên là cái này cũng nên hạn chế. Dạ dạ và dạ, cái kết thúc lại thì em cũng vẫn muốn đính chính một cái nữa là bây giờ thầy vẫn đang nghỉ ngơi ở trên đây. Dạ, vâng, dạ, thầy con vẫn đang nghỉ ngơi. Dạ, thật ra cách đây cũng không xa đâu, các chú yên tâm và các quý Phật tử yên tâm là thầy con hôm nay là khỏe mạnh, dạ, không đau ốm gì cả, không mất tích, không bị làm sao. Bởi vì từ trưa thì không thấy thầy đâu, cũng lo lắng. Qua hôm nay con xin phép là có một cái câu hỏi nữa. Qua cái ngày hôm nay thì con cũng muốn là thầy cũng phải dành cho một cái khoảng thời gian đi, cố định là thời gian nghỉ ngơi của thầy này, thời gian thầy bộ hành này, thời gian được đảnh lễ này, đấy cho nó rõ ràng để được các Phật tử được biết. Ví dụ như buổi sáng là vào khoảng 4 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng, sau 7 giờ sáng là thầy thọ thực. Đấy, ví dụ đấy là con đang ví dụ nhá, là thầy thọ thực. Đấy, tiếp theo là cái giờ thầy đi bộ hành và cái giờ nào là được mọi người được đến đảnh lễ. Đấy thì phải con cũng muốn là được rõ ràng thời gian là để cho mọi người được biết. Thì con đấy cũng nói với chú rồi là dạ, thầy trò tụi con vẫn đang đi tu học, chứ có ai đắc đạo cả để mà đến đảnh lễ. Dạ, dạ đúng rồi. Duyên dạ, có thời gian thì thầy con vẫn đang đi tu học thôi, dạ, dạ, chưa dạ có gì cả. Dạ. Thì mọi người đảnh lễ thì mọi người lên chùa, mọi người đảnh lễ Phật Pháp Tăng ấy. Dạ, dạ. Phật, chứ thầy con cũng chưa phải thánh, chưa phải thần. Dạ. Cũng chẳng thể nào Phật được, thời này đâu có Phật. Vì Phật Thích Ca vẫn đang tại thế, vẫn đang ấy mà, đúng không? Yeah. Thì mọi người đang thần thánh hóa thầy con quá. À vâng, đúng chứ rồi. Chứ không có gì cả. Thầy con vẫn đi 4 năm nay vẫn đi một mình, đúng không? Mọi người cũng không biết. Yeah. Nhưng mà chắc là do nhân duyên nào đấy nên là đợt đi thứ tư này thì mọi người biết nhiều hơn ấy, mọi người cũng yêu quý nhiều hơn. Thì cái yêu quý đấy thì cũng có cái tốt và có cái không tốt. Nên là còn cái chú hỏi là về cái thời gian ấy, dạ, thì thầy cho tụi con thì không dùng điện thoại, cũng không dùng đồng hồ. Thì khi nào trời sáng thì bắt đầu bộ hành. Bộ hành đến khi nào khất thực đủ ăn thì sẽ ngồi để dùng thực xong thì cũng sẽ đi tiếp đến khi nào mà mưa hoặc nắng hoặc là cảm giác là mệt rồi thì sẽ nghỉ thôi. Vâng. Còn cái đảnh lễ như con nói đấy là thầy con cũng chưa đắc đạo, chưa gì cả, tụi con thì không có gì cả. Thì mọi người đảnh lễ là do cái tâm của mọi người đấy. Nhưng mà dành cho thầy con một khoảng thời gian để thầy con nghỉ ngơi. Ví dụ như là buổi trưa thầy con muốn nghỉ tầm 4 tiếng thì mọi người chỉ đánh lên khoảng nửa tiếng thôi, còn 3 tiếng rưỡi kia thì để thầy con nghỉ ngơi là ok rồi. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Còn các anh, YouTube ấy thì một là các anh đi đằng trước, hai là các anh đi đằng sau. Dạ. Đi đằng sau theo dân á. Mà thật ra thì các anh cũng có công việc cả, công việc của các anh thì cũng là tự do. Yeah. Con hay là thầy con hay không có quyền cấm, đường này là đường của nhà nước, không ai cấm các anh các chú đi cả. Nên là chỉ là mình quay thì mình lựa thấy mình quay và lựa vào thời điểm ấy, hoặc là mình muốn quay cá nhân ai thì mình phải hỏi xin phép họ. Yeah. Đấy, con thì con cũng bình thường, con thì con cũng hoan hỉ với các chú thôi, nhưng mà có những thầy họ cũng muốn được yên tĩnh ấy. Yeah. Chứ thầy con đi tắm mọi người cũng đến quay, thầy con đi vệ sinh cũng nên quay. Thầy con chuẩn bị đi ngủ rồi cũng nên quay. Sự không nên rồi. Mình phải có ý thức rồi đấy. Khi mà rồi những lúc như vậy ấy, các anh bên hộ pháp các anh ấy cản lại thì lại bảo là họ
họ làm bảo vệ thì không đúng. Còn có cả cái ý kiến là thu tiền đấy. Thu tiền thì chắc chắn là không có đấy, không nhưng mà ý kiến là có người nói như thế. Cơ hội xác minh với nhiều người giáo em là tối muốn gặp thầy là phải cho tiền, nên là em lại thành là em thấy rất là khó chịu, nên là em cũng muốn hỏi các thầy để các thầy cứ đính chính lại này cho mọi người đính chính được. Thật ra bây giờ có các anh hộ pháp ấy thì mọi người mới gặp thầy dễ như này thôi, chứ còn không có anh hộ pháp ấy mọi người tìm thầy khó đó. Thầy toàn ngủ chỗ kỹ thôi. Mọi người nên cảm ơn các anh hộ pháp, bởi vì các anh hộ pháp có thể no được cho thầy chúng ngủ. Chúng ngủ hẳn hoi, chứ trước đấy là không có các anh ý á. Mà thầy một đêm thầy không ngủ, không nghỉ được quá nhiều cả. Vì Phật tử đến nhiều quá. Có những người 1-2 giờ đêm vẫn còn ngồi lại đấy. Đến sáng luôn, có người đến nói chuyện với thầy đến sáng luôn. Thì thầy con cũng chỉ ngủ đến tầm 4 giờ thôi. 4 giờ dậy rồi mà ngồi 2 giờ là ngủ 2 giờ. Thế là đi cả ngày là mệt. Thì cũng may là có các anh hộ pháp, các anh ý... dẫn đường để cho các bà con Phật tử đi không bị tràn ra đường, không làm ách tắc giao thông. Cũng tìm chỗ nghỉ để cho thầy con có thời gian nghỉ ngơi dài hơn thôi. Các anh ấy là có cái tâm tốt và chắc chắn là các anh ấy không có thu tiền. Cảm ơn thầy. Cảm ơn cái chia sẻ. Không thu tiền bảo kê ai cả. Yeah. Mọi người để muốn đến đảnh lễ thầy hay gì đó thì mình cũng lượng thời gian, thầy hôm nay đi mệt thì cũng nên để cho thầy được nghỉ ngơi nhiều hơn. Và chúng con cũng muốn được nghỉ ngơi ấy. Dạ rồi.